Sơn thủy hữu tình, núi rừng thơ mộng trong không gian văn hóa đa sắc màu. Sông nước nơi đây tràn hòa tựa như dòng chảy vượng khí, khí hậu trong lành mát mẻ, thuận lợi cho sinh tài. Khí phách con người minh chứng cho cốt cách thượng lưu. Bước qua những ồn ào và chật chội, tận hưởng cảm giác trở về với thiên nhiên thư thái. Chỉ cách Hà Nội 55 phút lái xe, tọa lạc ngay tại vị trí vàng cửa ngõ, kết nối Hòa Lạc, Hòa Bình. Một quần thể đô thị nghỉ dưỡng đáng sống bậc nhất khu vực Tây Bắc đang dần hình thành là dự án đô thị nghỉ dưỡng đầu tiên tại trung tâm thành phố Hòa Bình. Với tổ hợp công viên cây xanh lớn, hứa hẹn mang đến một lối sống xanh, sống sạch, sống đẳng cấp. Không gian sống trong lành, tựa bên dòng chảy vượng khí sông Đà mãnh liệt, đem lại suối nguồn sức khỏe và hưng thịnh. Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc vùng Tuscan tại Ý, những biệt thự được thiết kế tinh tế, hòa vào với thiên nhiên, tạo cảm giác hùng vĩ mà vẫn nền thờ, lộng lẫy mà vẫn dịu dàng thanh thoát giữa đất trời, cùng hệ thống kênh đào xuyên suốt, lan tỏa phú quý đến từng căn hộ. Casa del Rio, tiền phòng trong sứ mệnh tạo nên biểu tượng của sự phú quý. Casa del Rio, địa linh sinh phú quý. Dự án được phát triển bởi Thinh Tanh Việt Nam,